Bất thường Gaming đây, xin chào các bạn. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay lại game Chardin Mad Father. Để mình tóm tắt lại cốt truyện một chút cho các bạn dễ hiểu tập này luôn. Là nhân vật chính của chúng ta, một cô bé có tên là Aya. Cô bé này thì sống cùng với lại bố của mình. Và bố của cô bé đã từng là một nhà khoa học rất là tuyệt vời. Nhưng mà đột nhiên sau khi mà mẹ của cô bé mất đi thì người bố đó lại trở thành một nhà khoa học điên và thí nghiệm những cái gì đó lên con người. Cho nên đó là hiện tại căn nhà mà cô bé đang sống cùng với lại bố mới bị như thế này các bạn ơi. Các bạn thấy nhìn thấy là What? Cái gì thế? Hết cả hồn. Hết cả hồn. Mình đang tính cho các bạn xem là trên cái bức tường này có rất là nhiều dấu tay. Có vẻ như là gọi là căn dinh thự hay là căn nhà của cô bé đã bị nguyền rủa rồi các bạn ơi. Ở đây chính là lời nguyền này. Để mình loát lại cái đoạn đó vừa rồi xem. Mình đi vào trong coi. Chỉnh tiếng nhỏ lên tí nữa. Như là có cái... Làm ơn trả lại con của tôi, trả lại con của tôi. Cái con búp bê đó vừa nói như vậy các bạn ơi. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên là mình điều tra thử xem đây là phòng của ai nhá. Đây là thuốc mà bố hay sử dụng hả? Vậy là ông bố có vấn đề gì về thần kinh rồi các bạn ơi. Mình không biết đây thuốc gì nhưng mà mình đoán là thuốc an thần đấy. Để xem nào. Trả lại con gái cho tôi. Nhìn kinh quá các bạn ơi. Đây là gì đây? Chìa khóa của phòng kho à? Hay là đâu để mình xem coi đó là cái gì. Item. Đây là chìa khóa của phòng kho hay phòng sách gì đó. Mình không nhìn rõ cái chữ đầu cho lắm. Ok. Đây là cái tủ khóa hay là cái két sắt gì đó nhưng mà bây giờ đã bị khóa lại rồi không mở ra được các bạn ơi. Phải nhớ được password hay là gì đó mới mở ra được à? Rồi. Vậy thì chúng ta có nhiệm vụ là cần phải đi tìm password hay là chìa khóa nữa các bạn ơi. Rồi để xem nào. Đây có gì nữa không? Chỉ như vậy thôi sao, không có gì khác nữa cả các bạn ơi. Vậy thì giờ chúng ta sẽ... khoan. Nãy mình vừa mới thấy cái gì đó. Đợi chút đã, xếp lại các bạn ơi. Xếp lại. Ê? Sao nó cứ hiện ra ngoài vậy? Là mình ra vô căn phòng này có bị gì không? Nó chỉ hiện ra ở đó thôi chứ không có gì hết à? Ok, mình không biết mình nên đi đường nào đây các bạn ơi. Mình nên đi bên đây hay là bên kia? Ê? Ai đây? Đây chính là một con búp bê thôi chứ không phải là người à? Ê, khoan đã, mình mới thấy nó chớp mắt các bạn ơi, đó không phải là một con búp bê bình thường rồi. Thôi nào, chúng ta xuống đây thôi. Mình nhớ là lần trước mình có gặp cậu bé nào đó ở đây. Cậu bé hình như bị mất đi một con mắt. Cửa này bị khóa rồi. Mình không biết là mình có đang đi đúng đường hay không nữa. Sợ như vậy thôi các bạn ơi. Nói chung á... Nhầm. Nói chung là mình đang không biết mình đi đâu mới đúng, cho nên là mình sẽ đi về hướng bên đây nhá. Lần trước là mình đã đi về hướng bên đây rồi, cho nên là mình sẽ thử đi về hướng bên đây luôn. Wow, sao mà căn nhà này rộng thế. Có thật là căn nhà này chỉ có hai bố con với lại nữ trợ tá sống không? Ở đây đây chính là cái phòng thư phòng đúng không? Đâu để xem nào. Mình phải sử dụng item mới mở được các bạn ơi. Là có vẻ không đơn giản rồi. Con quạ đây rồi. Cảm ơn nhá. Mình cần được xếp. Thôi để xem trong phòng này có những gì nè. Một cuốn nhật ký cũ nát. Nào lấy xuống xem nè. Gì đó. Con người thật là đẹp vừa. Nhưng mà... sẽ bị gọi là phai nhạt, vỡ nát theo thời gian. Đó chính là nguyên lý của thế giới này rồi.
cho nên là dù cho nên đó chính là nguyên lý rồi, thì không thể thay đổi được. Nhưng mà tôi sẽ là người thay đổi nguyên lý đó. Sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng nắm được trong tay gọi là thuốc giữ mãi được vẻ đẹp. Thuốc giữ mãi được vẻ đẹp chứ không phải thuốc trường sinh. Dù có tử đi chăng nữa thì vẻ đẹp đó vẫn không bao giờ mất đi. Nói chung là cơ thể vẫn sẽ gọi là được bảo tồn lại, sẽ gọi là xinh đẹp, không khác gì lúc còn sống, cái quái gì thế. Và những người đó, những người sử dụng thứ thuốc này sẽ gọi là giữ mãi vẻ xinh đẹp luôn. Các bạn ơi, mình vừa mới rời khỏi vị trí. Thì nãy là có một người giao hàng vừa mới gọi điện thoại bảo mình xuống lấy hàng. Thì mình đã xuống lấy lên luôn rồi các bạn ơi. Thì dạo trước mình thấy trên TV quảng cáo cái kẹo mà rất là lạ, tên là Ambelibe, muối ớt gì đó, nghe có vẻ như là khá là khó hiểu. Tại vì kẹo là phường phải ngọt đúng không các bạn, nhưng mà lại có vị muối ớt là sao, cho nên thấy thắc mắc, mình mới gọi là đặt mua thử xem là ăn sẽ có vị như thế nào. Mình cũng vừa mới ăn thử luôn rồi. Thì đúng là vị nó hơi lạ lạ nhưng mà cũng khá là ngon. Cái này không quảng cáo như các bạn. Đó thì điều mà mình muốn nói đó là cái gói kẹo mình đặt mua có 28.000 thôi. Nhưng mà cái tiền ship tới 40 lần. Thật ra là cái túi kẹo đó tới 60.000+ lần. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chưa? Tại vì là nhật ký này không chỉ kết thúc một trang mà còn có trang tiếp theo nữa. Rồi và theo năm tháng thì những người mà tin tưởng loại thuốc đó giảm đi hả? Và đoàn thể của tôi thì bắt đầu gọi là giải tán hết. Và tôi cũng gần đến với lại, nói chung là tôi cũng sắp đến giới hạn của mình rồi. Tôi cần phải tìm người kế vị tôi nhanh nhất có thể. Vậy đây không phải là cuốn nhật ký của bố cô bé này rồi các bạn ơi, mà là một cái cuốn cổ thư, một cái cuốn nhật ký cổ nào đó mà bố cô bé vô tình nhặt được thôi. Ê, có thể đụng rớt cuốn sách xuống được à. Rồi chuyện đồng qua. Ngọn lửa của Tamago. Ngọn lửa, trứng của ngọn lửa hả? Cuốn sách này thật là hoài niệm quá đi. Ono Ayasuru Fusugi na Chikara o motta Onanoko ga. Cái gì ta? Đây là cuốn sách kể về câu chuyện là có một cô bé có thể sử dụng được sức mạnh mà điều khiển lửa, rất là huyền bí. Vì tìm kiếm những người trong gia đình đã bị thất lạc, mà cô bé sử dụng sức mạnh đó. Một câu chuyện đại loại như vậy. Nếu mà kẻ nào cản trở ta thì ta sẽ đốt cháy hết toàn bộ. Cô bé vừa nói như vậy vừa tiêu diệt hết những kẻ địch cản đường cô bé. Câu chuyện khá kinh dị nhỉ. Nhưng mà cuối cùng thì sức mạnh đó đã hủy diệt thế giới luôn. Và kết quả là cô bé không thể nào gặp lại được gia đình của mình một lần nào nữa. Cô bé cuối cùng trở nên cô đơn. Nếu mà bố cũng mất đi như thế thì mình sẽ trở nên cô đơn luôn. Mình không thích như vậy đâu. Vậy mau chóng đi cứu bố thôi. Có giọng nói nào đó các bạn ơi. Kẻ nào cản trở thì cứ đốt cháy kẻ đó. Đúng rồi, cứ đốt là được. Không phải giọng nói mà cô bé nhớ lại cái lời thoại đó các bạn ơi. Nhưng mà cần phải kiếm đồ để bật lửa mới được. Hình như là trong câu chuyện trứng lửa thì có cách thức để mà tạo ra lửa. Thử đọc lại cuốn sách đó thêm một lần nữa nào. Đâu để thử đọc lại xem. Rồi, cô bé cắt đi cái váy mà đã bị rách nát của mình. Sau đó thì dùng sau đó cuốn lấy một cây củi
cuốn cái váy đó lại. Lại lại như vậy các bạn ơi. À, vậy là chúng ta cần phải đi tìm những cái vật dụng để mà đâu để mình xem lại nhé. Chúng ta cần phải đi tìm một vảnh vải, củi và một cái kim. Cái kim các bạn ơi, chứ không phải là xăng à. Rồi rồi rồi, vậy thì để mình đi tìm thử cái đó. Sao mấy cuốn sách, mấy cái đồ trong đây nó tự ý chuyển động là như thế nào nhỉ? Đây là những tài liệu liên quan đến thí nghiệm lên con người. Ừ. Có cái gì đó bị kẹt ở giữa cuốn sách. Rồi, chúng ta đã lấy được một cái mảnh giấy rồi các bạn ơi. Có khi nào đây là mảnh giấy để mở két sắt không? Ui! Ma. Có khi nào đây là đứa con gái của cái bà mẹ đã xuất hiện trong phòng ngủ của bố không? Quay. Yamiro! Dừng lại! Hả? Ủa, đây là ký ức của cô bé này à? À, cháu muốn về, cháu muốn về chỗ của mẹ cháu. Hãy cho cháu về đi. Không sao đâu. À, cô sẽ để cháu về với chỗ của mẹ cháu ngay và luôn bây giờ, sau khi mọi thứ kết thúc. Không, cháu muốn ngay bây giờ hơn. Mama. Thí nghiệm lên một cô bé nhỏ xíu như vậy à. Không cần phải sợ hãi đâu. À, chỉ là thử công hiệu của thuốc một chút thôi. À, không có gì đâu cả, đừng có sợ, an tâm đi. Rồi cháu sẽ sớm an lạc thôi. Không, mama. Dừng lại đi. Rồi, có nghĩa là bây giờ cô bé Aya này đang chứng kiến cảnh này luôn các bạn ơi. Dừng lại đi, con không muốn nhìn thấy. À, gì thế? Cô bé này cố tình để cho thấy ký ức các bạn ơi. Rớt cái gì đó kìa, để mình nhặt lên xem. Đó là gì vậy? Một sợi dây chuyền các bạn ơi, thật không thể tha thứ được. Giờ sao đây? Để xếp lại cái nữa. Rồi bây giờ mình cần tìm những dụng cụ để có thể đốt cháy được. Và mình nhặt được một sợi dây chuyền. No. Cái đó tuyệt đối không ổn. Mất rồi đúng không? Vậy là khi mà thấy cái đó mình sẽ phải núp trong phòng. Rồi. Bây giờ đang là 12 giờ nhưng mà đã dừng lại rồi. Để thử trả mặt dây chuyền lại cho người mẹ này xem. Không được à. Tốt, để mình thử mở cái này xem được không? Ừ đúng rồi, nãy mới nhặt được một cái mảnh giấy mà. Để xem nào. À, khoan. Nói chung là có nhiều nhiệm vụ để làm quá, cho nên là mình không biết là mình nên làm cái nào trước cả các bạn ơi, cho nên là mình làm theo thứ tự nhé. À, cái gì đây? Rồi, mình đã đọc qua cái mảnh giấy rồi các bạn ơi, hơi khó hiểu chút cho nên là mình phải ra tra một số từ. À, thì cái thứ nhất chính là cái đèn chùm ở ngoài sảnh. À, thứ hai là cái mũ ở trong phòng thay đồ. Và cái gì đó ở ngoài ban công của phòng tắm. À, thứ ba là con búp bê màu đỏ ở trong căn phòng búp bê. À, thứ tư là cái lu ở trong phòng ăn. À, rồi hiện tại là mình vẫn chưa đi đến chỗ đó cho nên mình không biết được. Nhưng tại mình sẽ xếp ở đây luôn nhé. À, sau đó chúng ta sẽ thử đi đến những nơi mà chúng ta biết đi. Tốt. Ở đây chắc là không có gì đâu đúng không? À được rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi xuống cái đèn chùm đi. Cái đèn chùm chắc chắn là... Ôi sao lại là tụi nó nữa? Ê. Hả? Tụi nó bị kẹt cái đó luôn rồi các bạn ơi. À... Ê, có khi nào là đếm số đèn chùm không? Rồi, vậy là 4 cái đèn chùm nhá.
Ok, nhớ rồi các bạn ơi, 4 cái đèn chùm. À, chúng ta sẽ lưu lại trong cái memo đó luôn. À, trong cái mảnh giấy luôn. Đầu tiên là 4 cái đèn chùm. Mình chưa biết là phòng tắm nằm ở chỗ nào. À, ok, để xem coi. Đây là phòng búp bê à. Kinh thế. Cái phòng này ghê quá các bạn ơi. Rồi số búp bê đỏ, búp bê nào là đỏ đây, màu hồng à. Mình nhìn thấy giống màu hồng hơn là màu đỏ ấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, ghi vào thôi. 6 búp bê. Có ai lại đặt mật khẩu theo kiểu này à? Khó hiểu luôn. Hả? Không phải các bạn ơi. 8 lần. Nếu mà tính thêm hai con ngoài đó nữa là 8. Ngoài hy vọng tụi nó không đuổi theo mình nhá. Rồi trước hết là mình xếp lại đi. À, có bao nhiêu xếp vậy? Ôi ít xếp thế. Có 9 xếp mà kẹo thế. Xếp nhiều nhiều tí để cho rộng tay nào. Mình muốn xếp đâu cũng được. À, phòng ăn ở đâu ta? Mình nhớ lần trước mình có vào phòng ăn mà. Ê tố. Đây là phòng tiếp khách các bạn ơi. Không tới à? Thôi kệ, bỏ qua căn phòng này đi. Hiện tại là mình đang muốn tới phòng ăn mà lần trước mình đã vào một lần rồi ấy. À, cái chỗ đó là nối liền. À, ra là vậy các bạn ơi. Đây 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 đây. Cái này nãy mình qua rồi này. Vậy nói chung là mình đã nắm được cái map rồi á. Bây giờ chúng ta sẽ thử đi xuống dưới đây nhá. Nhớ là đây đúng không? Phòng bếp chứ không phải là phòng ăn. Ê tốt luôn. Không biết phòng bếp với phòng ăn có loại là được xếp như nhau hay không ta. Đó, số lượng lưu là có 3 cái lưu. Rồi để chút các bạn ơi, để mình ghi lại luôn. Rồi chúng ta có tổng cộng 3 cái lưu. Để xem bên đây nè. Hay là phòng ăn là bên đây mới đúng. Mình nghĩ là hai căn phòng nối liền với nhau rồi các bạn ơi. Nhặt. Đừng có tưởng là tôi đang giặt cục game lên thì tôi không chú ý nhá. Có cái gì đó vừa nhìn vào các bạn ơi. Khẽ nhìn vào mới ghê chứ. Giống như là thiếu nữ vậy á. Ê, tôi xếp đây nhá. Là có 3 cái lưu thôi. Nghĩa là hai căn phòng này kết nối với nhau. Cuối cùng là phòng tắm. Không biết là phòng tắm chỗ nào đây. Để đi tìm thử coi. Có phòng tắm là mình cảm thấy sợ nhất ấy. Chắc chắn luôn là bởi vì phòng tắm nó hay xuất hiện cái gì đó lắm các bạn ơi. Thử bên này nè. Đây là phòng tiếp khách chứ không phải là phòng tắm. Phòng tắm ở đâu ta? Chúng ta đã từng đi qua phòng tắm chưa? Khoan, để xem phòng này phòng gì nữa. À, phòng thay đồ đấy các bạn ơi. Ê tố. Ủa sao trong gương là một cô bé khác các bạn? Ok, có bao nhiêu chiếc mũ? Có tổng cộng là 5 chiếc mũ. Ủa có khi nào là mình phải bấm vào để cho cô bé đếm không? Ôi bậy ơi, không biết là có đúng hay không đây. À, mình phải bấm vào cho cô bé đếm các bạn ơi. Tại sao mình lại quên làm như vậy? Làm sao để thử xem nào. Ờ đâu có được đâu. Ngoài ra mình còn phải tìm dụng cụ để đốt lửa nữa. Có củi đây rồi, nãy lấy rồi ấy. Giờ cần tìm mảnh vải thôi. Ơ, có cái nào mảnh vải này không? Quầy. Hả? Có một cái tầng hầm ở dưới đây nữa. Sao mà cái nhà này nhiều đường quá vậy? Ê, dưới đây tối quá. Tiếp tục như thế này thì không thể làm được gì cả. Rồi, vậy là mình cần phải tìm cái gì đó để có thể gọi là thắp sáng rồi. Như mấy cái nhiệm vụ có liên quan đến nhau các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ thử quay trở về phòng của bố để mà nhập
mã vào nhá. Đó có sẵn rồi. Được không? Ê không đúng à. Sai chủ nào đó. Hay là búp bê chỉ có 6 con thôi. Hả? Chắc chắn là búp bê đúng. Nhầm thảo nào. Nhầm các bạn ơi. Nhầm thứ tự rồi. Hèn gì mà mình bấm hoài không được. À, đèn chùm là có 4, đèn mũ có 5. Búp bê là có 8. Cái lưu là 3. Búp bê là 8. Thảo nào bấm hoài không được các bạn ơi. Bậy ơi, giờ thử lại nha. Này là chắc đúng. Ủa? Ok, bây giờ mình sẽ đi xác nhận lại một lần nữa nha. Mũ là... À, rồi, hiểu rồi. Mình vừa để thiếu rồi các bạn ơi. Hả? Còn búp bê khốn này nó làm gì thế? Nó đưa chân ra khều mình các bạn ơi. À, căn phòng đó thì không nên vào đâu. Còn những chiếc mũ. Oài, cái gì thế? Có cái con búp bê nổi trong bồn tắm kìa. Giờ sao đây? À! Ê. Bất ngờ quá cho lúc thì không kịp chạy ra rồi game over luôn. À, may quá chúng ta được tiếp tục ở cái đoạn này các bạn ơi. Ê. Nhưng còn có mũ ở đây nữa mà đúng không? Rồi, nhanh chạy ra ngoài. Ok, chắc không sao rồi đúng không? Mình sẽ ra ban công để kiểm tra có chỗ nào để ra ban công không? Xem coi còn có cái mũ nào khác không? Wow! Chơi gì? Ai chơi? Hả? À. Thôi, bỏ. À, căn phòng này bị khóa đúng rồi. Cứ tiếp tục đà này thì hơi căng các bạn ơi. Quay sau lại có thêm một con búp bê khác ở đây rồi. Cái con hồi nãy mới đá mình một cái, bây giờ nó đã bị xuất huyết rồi. Đáng lẽ mình phải là người đau mới đúng chứ. Ôi, các bạn của mình đã hiểu rồi. À, cái thứ hai là số mũ trừ đi mấy cái chậu cây ở trong phòng tắm. Mình cứ tưởng là cái gì hóa ra như vậy à. À, ok, trong phòng tắm có tất cả là 5 chậu cây lận. À, không phải, 3 chậu à. Rồi, hóa ra như vậy các bạn coi. Thảo nào mà nãy giờ không được. Ê. Ô. Sao mở được thế? Khó hiểu quá các bạn ơi. Rồi, trong cái tủ này có mùi của mẹ. À, có một cái có một cái đèn điện à. Có cái đèn này rồi thì sẽ không sợ những nơi tối nữa. Mẹ cho con mượn cái này một chút nhé. Rồi nhận được một cái đèn các bạn ơi. Ủa sao lại để rớt như thế này? Ở đây là lọ nước hoa của mẹ. Ồ, bắt đầu nhớ lại chuyện quá khứ à. Bố vẫn còn làm công việc sao? Rui... Ê, Maria? Giáo sư? Quay có khi nào? Ê, bố? Quay, đừng! À da, tại sao con lại ở chỗ này? Không được đâu, ở đây là chỗ làm việc của bố mà. Đừng bao giờ xuống chỗ này nữa nhé con. Mẹ! Bố con thật là quả nhiên đang ngoại tình với lại người phụ tá đó. Thật không thể tin nổi. Tại sao lại ngoại tình với một đứa con gái nhặt về như thế chứ? Nhặt về à? Thứ này vứt luôn. Sau đó thì cô bé nhặt lại rồi.
Mẹ lúc nào cũng rất là hiền dịu à, nhưng quả nhiên khi đó thì mẹ như một người khác vậy. Vậy là có chuyện như vậy trong quá khứ xảy ra nữa các bạn ơi. À, tất cả mọi thứ không phải là toàn bộ đều tốt đẹp cả. À, cái nước hoa này thì sau đó đã tôi gì đó, sau đó mình đã cất vào ngăn tủ của mẹ rồi. Và mẹ giữ nó quan trọng như thế này, thật tốt quá. Đối với mẹ thì lọ nước hoa này là quà mà bố đã tặng trong dịp kỷ niệm lễ cưới, là một báu vật. À, cứ xem như đây là ta lá bùa hộ vệ và đem theo thôi. Con xin mẹ nhé. Rồi. À, tối mình mới vừa thấy con búp bê các bạn ơi. Mình đang tính giải thích cái tờ khi nãy mà mất tiêu rồi các bạn ơi. À, hóa ra cái số cuối cùng á là cái số lu ở trong phòng ăn á, là bên phòng ăn không có một cái lu nào hết các bạn ơi. À, mình đếm là đếm ở trong bếp cho nên là sai. Trong phòng ăn thì không có một cái lu nào cho nên phải để số 0. Hóa ra như vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta đi đâu tiếp đây để xem nhiệm vụ nào. À, điều tra ở bên dưới. Rồi 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 rồi. Mình đã có cái đèn rồi cho nên là mình nghĩ là mình vào được các bạn ơi. À, hiện tại cũng chưa tìm được thấy cái mảnh vải để mà châm lửa nữa. Rồi xuống đây thử xem sao. Khoan đã. Mình tưởng là phải xài item từ trước nhưng mà khóa là tự mở lên luôn các bạn ơi. Nhưng mà vừa xuống đây thấy con gì rồi. À, may quá nó mất rồi. Có một cái lỗ thủng ở trên tường. Với cái kích cỡ này thì mình không thể vào được rồi. Cửa đã bị thứ gì đó bên trong đẩy lại, không thể mở được. Rồi. Vậy thì mình xuống đây để làm chi? Đồ chỉ rớt để hù mình thôi chứ không làm gì được cả các bạn ơi. Ok rồi, mình đã quay trở về phòng tiếp khách rồi các bạn ơi. Ui. Hết cả hồn. Ồ, nhưng mà hiểu rồi, bây giờ mình có thể dùng cái ghế này để lấy cái gì đó ở trên rồi. Đúng không? Với tới không? Tới à? Nhận được một cái chìa khóa khá là cũ. Quý chìa khóa này mở ở đâu đây? À không 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 không. Để xem nào. Quay quay gì thế? Tôi chưa xếp đâu á. Vừa rồi mình nghe thấy giọng nói nào đó. Xếp nhá. Chưa xếp lại hết cả hồn. À, mình nghĩ chắc là chúng ta phải dùng lửa này để đốt với các bạn ơi. Wow! Thả tôi! No! À khoan. Trời ơi. Trời ơi, không ổn rồi. Game gì đây, game âm nhạc à? Game âm nhạc các bạn ơi. Ôi máu gần hết thôi. May quá. Còn kết hợp cả game âm nhạc nữa các bạn ơi, công nhận là đa dạng phong phú rồi cái. À, chúng ta có nhận được cái gì không? Xếp lại trước nữa. À, khoan để lấy xong thì xếp. À, trong cái Shiruder có giấu một cái két sắt. Shiruder là cái gì tao quên mất tiêu rồi. Tao bức tranh mà. Không có chìa khóa cho nên không mở được. Khoan khoan khoan. Ở xem. Đúng không? Đúng luôn các bạn ơi. Hình như là đây là một cái vũ khí đúng không? Mình nhận được một con dao. Không biết con dao là con dao gì đỉ. Có khi nào đây là bảo vật hoặc là vật kỷ niệm của ông cố để lại hay không? Rất có thể là sẽ dùng được trong tình huống nào đó. Nên mượn của ông thôi. À, mình nghĩ chắc đây chính là cái mà
Ồ, cái vật nhọn đấy, giống như cái kim ấy, chúng ta hơi dùng nó thay kim được. À, để xếp lại nào. Bây giờ mình sẽ còn phải kiếm tấm vải nữa các bạn ơi. Tấm vải có thể lấy màng được mà, thiếu gì. Ok, giờ để mình thử đi đến phòng tắm xem sao, phòng thay đồ xem sao. Phòng thay đồ ở đâu ta? Bên đây đúng rồi. Ở đây 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 đây. Nãy mình đã đi một vòng ở đây rồi cho nên mình nhớ đường các bạn ơi. Thử xem. Ở đây có rất nhiều vải mà kỳ thế. Đây chính là cái váy mà đã bị rách rưới rất là nhiều rồi. À, trông thật là lãng phí quá đi. Ủa, lấy dùng đi. Đúng rồi. À, khoan đã, có khi nào mình sử dụng cái này để cắt không? À, đúng là như vậy rồi các bạn ơi, nhưng mà mình sợ cắt cái váy này chắc chắn nó sẽ tấn công mình đi. Có cái gì đó sẽ tấn công mình đùa. Xem chút bị tấn công rồi. À, mình đã tự ý té rách, không biết là có bị ai đó chửi mắng không. À, vẫn còn một cái kim nữa à. Rồi, mình phải đi kiếm cái kim rồi các bạn ơi. Cái kim sẽ nằm được ở đâu ta? Tạm thời cứ quay trở lại trước đi nè. Ôi, ở trong cái tủ có xác của một con mèo, tức là sao? Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao trong cái tủ lại có xác của con mèo? Ngoài cái này rất là nguy hiểm các bạn ơi, có khi nào là cô bé này bị gọi là mắc phải hội chứng là thích thu thập xác chết động vật không? Ồ. À, đâu để thử xoa đầu của con thỏ xem. Ở đó mình có thể dắt con thỏ theo nữa các bạn ơi, dắt được Snowball theo nữa. Snowball theo nào. À. Ồ, Snowball đi đâu rồi? Bây giờ mình phải làm sao đây? Chẳng phải Snowball đã bị thương ở chân sao? Ê, Snowball. Snowball, em đi đâu vậy? Em đừng đột nhiên biến mất như thế chứ, làm chị lo lắng đấy. Nào, đừng có chạy nhảy quanh nữa. À, như thế là sẽ làm xúc đi băng quấn đây. À đấy, sao vết thương của em lành rồi? Thật là đúng là con thỏ chuyên gây rắc rối mà. Bố. À da, nhớ là đừng rời mắt khỏi Nobo nhé. Nơi nào mà nó đi qua là đều phá hết lên cả. Trong bếp thì bây giờ đang rất là rối đấy. Xin lỗi bố. Nobo, nhớ lần sau là không được vào bếp ăn vụng nữa nhé. À, cảm ơn bố, bố đã tìm nó giúp con à. À, chỉ là nhân tiện thôi. Nhưng mà bố cũng đã chữa luôn vết thương ở chân cho nó rồi. Ê, bố đã chữa vết thương của Nobo sao? Tốt quá nhỉ Nobo. Cảm ơn bố rất nhiều. Nobo chính là một thành viên quan trọng trong gia đình của chúng ta. Còn nhớ gọi là chăm sóc nó cẩn thận nhé. Rồi. Nhưng mà cô bé đối xử với con thỏ rất là tốt, cho nên mình không nghĩ là cô bé có mắc phải chứng bệnh gì đâu các bạn ơi. À, sức khỏe tinh thần của cô bé rất là tốt. Rồi, cùng nhau đi tìm bố thôi. À, cũng không thể nói như vậy được. Bởi vì hiện tại các bạn có thể thấy được là trong căn nhà này xuất hiện rất là nhiều điều huyền bí, nhưng mà thỉnh thoảng cô bé mới hét lên một câu thôi. Gặp mình là mình không thể nào thoát ra khỏi căn phòng này được luôn rồi. À đúng rồi, bây giờ mình đang cần phải đi tìm Khoan đã, tại sao Nobo lại được biến thành một cái item như thế này? Mình đang cần phải đi tìm dây kẽm chứ không phải là kim các bạn ơi. Mình dịch nhầm. Mình cần tìm dây kẽm. Chắc là dùng dây kẽm xong rồi để quấn cái đầu vải vào cái cây gỗ để mà làm đuốc ấy. Ê, quay nữa.
Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ dừng lại video này tại đây nha. Mình đã biết Lenovo có thể dùng trong cái việc gì rồi các bạn ơi. Và trước khi mà kết thúc video thì mình xuống đây thử xem có đúng không nhé. Chắc chắn là chỗ này luôn các bạn ơi. Tại vì khi nãy cô bé có nhắc đến là với cái lỗ nhỏ như thế này thì mình không thể chui vô được. Mình nghĩ là chắc là để Nobo chui vào mở cửa giùm. Rồi, vậy thì video này sẽ kết thúc tại đây nhé. Nếu mà các bạn thấy thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới. Và đừng quên lên với chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.